Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và ngày đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà gia có đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rập bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Kính chào quý bạn chị em, chào các con đi. Chào bạn. Một tay lớn lớn hay không? Hôm nay là lễ gì nè, ai biết? Lễ gì rồi, con? Đây là lễ mồ côi. Con có biết mồ côi nghĩa là gì không? Rồi, cảm ơn con, em một tràng pháo tay to cho con nha. Vân côi là chàng hàm ha, là những chàng hàm vân côi, chúng ta đọc kinh vân côi. Hôm nay là lễ vân côi, và vậy là tháng này cũng được gọi là tháng vân côi. Và theo ý đã bắt đầu cho các con đọc kinh vân côi từ thứ năm đó, bạn nào đã đọc rồi giơ tay cho coi. Có nhớ không? Ít bạn nào quá ha. Hôm nay cái gì sẽ phát kinh cho các con nha, để các con nhận lấy cái chủ kinh đó. Rồi trong tuần các con sẽ nhận theo lớp của mình để các con đọc, để kinh nhớ đến mẹ. Thì đối với con trong kinh Văn Côi đó, thì kinh nào trong cái trạng chú Văn Côi thì kinh nào được đọc nhiều nhất? Rồi, mời con. Con đọc cho mọi người nghe kinh này rồi. Chính xác, một tràng pháo tay to cho con nha. Giỏi. Chờ lúc con cho cái kính mừng, có một phần cho cái kính mừng nó nằm trong bài kính mừng ngày hôm nay. Đó là phần nào? Ai biết, một phần cho cái kính mừng. Rồi, con. Con đưa tay cho cái mọi bạn đi, ra đây, kèm, mấy ngày đưa cho cái kìa. Đó, phần con câu đó là câu gì? Thắp cho con, cao đao đấy đâu. Rồi con, đúng là hai.
đều là bạn nào cũng được rồi. Các bạn hãy đi chuyện này trước. Đó, đọc lại nha. Đọc lại câu đó đúng rồi, đọc lại. Đúng rồi, chặt có tay đâu trong tiết sát ha. Một phần cái tiếng mừng nó nằm ở trong bản tin mừng ngày hôm nay. Và bây giờ một phần sau đó, khi mừng Maria đầy hạnh phúc, Đức Chúa Trời phù bà. Câu sau rằng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà có phúc lạ đố cho con lòng đầu. Đố con lòng đầu. Câu này chắc có đố rồi mà. Biết à? Ai biết câu xong nằm đâu cha chị đi chị cho các con mở ha. Rồi thích thích con ra đây rồi. Không, câu đó nằm này là phần sau, phần sau, phần sau là Luca chương 1 câu 42. Rồi, thanh cái phần sau của cái kinh mừng này. Lưu cha là điện lưu lớn tiếng và nói là nghe được phúc phúc của mọi người một lần và người con em nghe cũng mang được phúc phúc. Rồi, đúng rồi, mình đặt tay cho con nào, chính xác. Cái kinh mừng được chia làm 3 phần. Phần đầu tiên là Luca chương 1 câu 28. Phần thứ hai Luca chương 1 câu 48. Và phần thứ ba là lời cầu nguyện của giáo hội Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội thì nay và trong giờ phút tử. Amen. Kinh này nó quen lắm. Ai chúng ta là người công giáo, ngay cả khai tông 6 tuổi cũng học được, ngay cả các em học mẫu giáo như các sơ, các sơ cũng dạy cho các em. Nhưng mà trong một chục kinh văn côi cho đối với con để đọc trong vẹn một chục kinh văn côi người ta có bao nhiêu phần. Đầu tiên trước khi đọc chục kinh văn côi người ta đọc cái gì trước? Rồi, chúc trong một chục kinh văn côi thì gồm có những phần nào? Rồi, cái này ra gì nữa? Kinh mừng rồi, bao nhiêu cái kinh mừng? Sáng danh, rồi gì nữa? Ba phần. Các con còn hai phần nữa. Ai biết? Còn thêm hai phần nữa trong cái thành một chục kinh văn côi. Các con đọc thì nó thiếu. Rồi, Phương. Trong một chục kinh văn côi có tất cả 5 phần, bạn học được 3 phần. Tôi kia là ngắm. Ngắm, rồi. Còn biết cái câu đó là câu gì ạ? Đó là lời kinh Fatima. Lời kinh Fatima, có khi chúng ta đọc mà chúng ta không biết đó là lời kinh của Đức Mẹ. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các. Cái câu cuối cùng kết của cái chục kinh là Chúa gì? Tự nhiên em quên cái câu cuối đó. Có biết đọc cái câu kết của cái chủng kinh đó là lời kinh Fatima. Một cái chủng kinh nó đầy đủ là một ngắm nặng, một kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng, một kinh sáng danh và kinh Fatima. Bây giờ trong 5 phần đó thì cái phần ngắm là cái phần khó nhất. À, bởi vì mỗi ngắm không có giống cái ngắm nào với cái ngắm nào hết. Đây là hôm nay cha đã gợi ý trước cho con là trên trang Thế Giới Bình Thái rồi. Hôm nay cha sẽ cho con chơi một cái trò chơi nó liên quan đến hai cái ngắm của kinh văn côi. Bây giờ bạn nào muốn tham gia thì giơ tay chọn một số bất kỳ, mỗi một số là một ngắm. À, nó sẽ hiện lên cái ngắm đó cho các con, rồi các con thử ngắm cái ngắm đó, thử cha có gợi ý cho các con luôn ở đó. Rồi bạn nào muốn có thể tập được. Rồi cha mời con trước, con giơ tay đúng không? Con giơ tay đúng không? À, đứng đây đi. Xong mình giơ tay cũng có chọn số mấy? Trên này có 20 số. Số 4. Số 4 đi. Rồi, để như thế nào? Số 4 này là năm sự thương thứ 3. Rồi con ngắm đi. Con biết là sao? Rồi con ngắm đi, cho con gợi ý nè. Đây là năm sự thương thứ 3 của chỗ này nè. Đứng đây con. Ngắm được không? Năm sự thương thứ 3. Bạn nào ngắm được? Ngắm được không? Rồi con ngắm được rồi, đứng lên. Năm
sự thương thứ ba là gì? Đúng rồi, ta nghĩ gì? Xin cái gì? Xin cho được đổ máu gan cho Chúa nào. Rồi, thầy. Ra đây con. Chính xác, một tràng pháo tay coi cho con nha. Rồi, bây giờ. Rồi, bấm lại một chút cho con. Rồi, bây giờ. Cái số 4 hết bây giờ, bạn nào chọn số khác. Chọn một số, mỗi số chọn rồi, còn chọn số mấy. Dạ, thêm cho em số 16. Rồi, số 16. Rồi, năm sự sáng thứ hai. Ngắm thử đây, cho con thầy nhé. Đó, năm sự sáng thứ hai đó là gì? Thấy cười cười kìa, dễ thương và đáng yêu rồi. Ai ngắm được? Rồi, phía dưới mình ngắm cho năm sự sáng thứ hai. Bạn chuyển video xuống dưới. Có đồ bán cho tỷ này, ra đồ bán cho con. Thứ ba, thứ mấy? Là thứ hai, chính xác. Chính xác, bây giờ bỏ tay cho con ra. Rồi, chắc là các chị có đồ ba mà lớn nhất rồi. Xem, chân anh có đi không? Rồi, mời bạn Thảo, hai đứa nào? Ba đồng ba. Rồi, nào con chọn số đi. Ba đồng ba con phải thuộc lắm nha. Lần bao nhiêu nào rồi? Số bao nhiêu bằng? Nhanh lên con, chết giờ. Con nói vậy anh nghe được. Ơi, ra chọn số 6. Số 6 rồi, năm sự sáng thứ tư sẽ cho mọi người yêu năm. Trong ba đồng ba hỗ trợ đi, bạn nào trong ba đồng ba hỗ trợ được, các anh chị lớn lên năng hỗ trợ cho bạn mình. Anh Minh nhớ dạy ba đồng ba phải nói nha. Gần kết thúc chương trình đào tạo giáo lý thiên nhiên mà chưa biết ngóng thì không có đường đâu. Rồi, trên đây tâm tâm, tâm tâm được không? Sao còn điều này? Ai học được thứ ba, thứ sáng? Các con không học được, sao con học trên văn côi được không? Rồi, thân cắm này không? Không lẽ đọc trên văn côi cứ đọc thuộc rồi là đủ thuộc mà. Nó vậy nó thiếu. Đúng rồi, một tràng tay to cho con nào. Rồi, bạn nào tham gia tiếp tên bao đồng một với thêm sức sống. Rồi, ngồi đi. Đó, bạn đi đó. Giờ ra số 8. Rồi, số 8. Số 8 năm sức sáng thứ ba. Hai bộ số đúng được 80% rồi. Rồi, rồi Phương bổ sung đi con. Rồi, chính xác, một tràng pháo tay cho con lớn lên nào. Trên này các bạn nào có được không? Các con có biết ngọc không? Đọc kinh văn côi là phải học ngọc nha. Rồi, con đưa mấy cho em. Con chọn một ngọc đi. Các con, em thăng hồng chọn nào. Em thăng hồng ngọc được rồi. Em có là con chọn số 1. Số 1, số dễ nhất rồi. Năm sự vui thứ nhất. Quá ha, rất hay, có hay lắm các con. Các con cố
chắc xỉu tại chỗ. Hồi còn em các con xỉu tại chỗ, công y tế vất vả. Rồi cho trong một lần cuối cùng, bạn nào nắm được. Rồi hồi con khôn nào không? Con giơ tay cuối cùng đó. Chắc con quên. Đúng rồi. Con đứng đây, ở phía dưới này. Con lớn đấy, con gái số 13. Rồi, 13, con trai thì nói lớn lớn một xíu. Rồi, năm sự thương thứ hai. Đánh đòn đi chúa. Rồi, xuống đi. Rồi, quỳnh một xuống con. Rồi, chính xác, một tràng pháo tay cho các con ha. Ai mới giơ tay? Con giơ tay không? Giơ tay để chọn số. Có chơi không? Rồi, đứng lên, chọn một số đi. Năm sự vui. Năm sự vui thứ tư. Năm sự vui thứ tư, năm. Bây giờ sống được mà giờ này sẽ nói chết vào trong tay em vậy. Năm sự vui, đồng rồi. Rồi, tâm vào giờ này đúng không? Chuyển biến em. Rồi, đúng rồi, đang có tay cho con ha. Thôi, nhắm lại đủ rồi. Đã cho biết trình độ các con rồi. Có một số con biết, nhưng mà nhiều con cảm thấy thờ ơ trong việc lần hành. Đặc biệt là quyền ngắm 20 ngắm này là tóm tắt cả cuộc đời Chúa Giêsu, trong đó cả cuộc đời những mẹ ở trong này. Đây là mỗi người các con ha. Nếu chưa học thì về cố gắng học. Xin các chị giáo viên trên lớp ngoài việc dạy giáo lý dạy cho em thêm ngắm này à, để cha bất chợt cha vào lớp cho hỏi bất kỳ em nào thì các con phải biết trả lời nha. Lớn thì trả lời rành rõ rõ ràng, còn nhỏ thì có thể chút chút, nhưng mà phải biết cuối cùng chẳng biết cái gì rồi bây giờ học cái gì bây giờ à. Trong lễ Mân Côi ngày hôm nay mời mọi người chúng ta nhớ lại cái chàng chúa Mân Côi mà chính Đức Mẹ truyền lại cho chúng ta, đó là một phương thế cứu độ, một công cụ để cứu độ. Và muốn đặt trang nạn Mân Côi thì chúng ta phải biết tất cả các thành phần trong một chủng kinh, đó là năm này, rồi kinh lạy trang này, kinh thích mừng này, kinh sáng danh và lời kinh Fatima. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa mạc ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Đó là lời kinh Fatima mà chúng ta vẫn hay đọc. Thì cầu chúc các bạn chị em khi các con quên đi, chúng ta ý thức được tầm quan trọng của kinh Mân Côi để chúng ta siêng năng lần nào cách đặc biệt trong tháng này cũng như suốt cuộc đời của chúng ta. Xin mời chúng ta đứng.